chú mèo hoang chỉ lấy thức ăn được bỏ trong túi ni lông. Câu chuyện đằng sau khiến ai cũng cảm động. Một chú mèo tên Đông Sút ở Hàn Quốc thường được người dân địa phương nhìn thấy đi loanh quanh ở khắp các con đường để xin thức ăn. Khi nhận được những túi thức ăn từ người dân, chú sẽ không ăn ngay mà luôn mang nó đi đến một nơi nào đó. Ngược lại, khi người dân bỏ thức ăn ra đĩa thì chú lại không nhận, và phải cho đến khi họ bỏ phần thức ăn đó vào túi thì chú mới chịu tiến đến lấy rồi rời đi. Một người phụ nữ chia sẻ: "Tôi đã nuôi mèo được 5 năm nhưng chưa bao giờ thấy chú mèo nào như Ông Sút, vì chúng thường không thích thức ăn đựng trong túi ni lông." Chính vì thế, những người dân sống trong khu vực đó đã không khỏi thắc mắc và tò mò về nơi mà chú mèo mang những túi thức ăn tới. Sau khi tìm hiểu, họ đã rất bất ngờ khi thấy chú di chuyển đến khoảng đất trống ở một ngôi nhà, và sau đó đã có một chú mèo con lan toàn chạy đến. Lúc này, mèo mẹ mới mở túi thức ăn ra rồi ngồi nhìn con ăn một cách rất chăm chú. Được biết, vài tháng trước, chú mèo đã hạ sinh được 5 đứa con, nhưng do một tai nạn đáng tiếc xảy ra nên 4 chú mèo con khác đã không may qua đời. Cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng của hai chú mèo, người dân đã quyết định nhận nuôi và mua cho chúng một ngôi nhà nhỏ để chung sống.